Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện thuộc cẩm nhân gia của tác giả Trang Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 91 Quý anh anh nhanh chóng sờ lên búi tóc, lấy châm cài, vòng, bông tai. Không đủ, ngài đưa ra cái giá đi. Ta nhất định sẽ trả lại ngươi. Hắn bước đến, cầm lấy đồ trang sức trên tay nàng, cổ tay mảnh mai trắng trẻo của nàng bị dây thừng siết tạo ra vết tím xanh chính là đôi tay này đã chiếm được gấm triệu gia vương ba năm hắn cần phải học được tài nghệ của nàng hắn dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ qua vết thương ta không cần những thứ này đầu ngón tay hắn có một lớp vết chai mỏng nhẹ nhàng vuốt ve làm quý anh anh cảm thấy không tự nhiên nàng rút tay về ngươi muốn gì thứ hắn muốn nàng nhất định không chịu đưa hiện tại ta chưa nghĩ ra tương lai ta sẽ tìm ngươi đòi hỏi. Hắn không cần vàng bạc, vậy muốn gì? Trên người hắn toát lên vẻ thần bí khiến quý anh anh bản năng sinh ra cảm giác cảnh giác. Nàng lắc đầu, dù sao cũng cảm ơn ngươi, nhưng ta có thể không trả nổi thù lao ngươi muốn. Ngươi xin mời, tự mình nghĩ cách đi. Hắn có thể nhìn ra nàng khát vọng thoát khỏi triệu gia. Nhưng không ngờ rằng nàng vẫn còn giữ được lý trí. Hắn nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, lạnh lùng nói cự tuyệt ta, có lẽ ta có thể cắt đứt dây chói ngươi, nhưng ngươi sẽ mất đi cơ hội được cứu trợ. Cùng lắm thì liều mạng với triệu tu duyên đến chết, có lẽ, sự hận thù và oán giận trong lòng nàng khiến nàng không cam tâm chạy trốn, muốn cùng triệu tu duyên sống chết một phen. Quý anh anh cầm lấy cây nến trên bàn, rút ngọn nến ra. Nàng nắm chặt cây nến, dùng ngón tay gẩy gẩy đầu nhọn, nếu không thể giết triệu tu duyên, nàng sẽ tự sát. Thật là đáng tiếc hắn có chút tiếc nuối nhưng nàng sớm muộn cũng sẽ rơi vào tay hắn hắn không cần phải vội hắn tự tay lấy cây nến trong tay nàng cởi áo choàng trùm lên người nàng ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài trước mắt quý anh anh bỗng tối sầm thân thể bỗng nhiên bay lên hắn ôm nàng nhảy ra ngoài từ cửa sổ nàng rất căng thẳng nằm trên ngực hắn thân thể nhẹ nhàng run rẩy hắn rơi xuống tảng cây đột nhiên nói có thể vạch trần đấu bồng rời khỏi triệu gia quý anh anh kích động vén đấu bồng lên nhánh cây cách mặt đất ít nhất ba trượng nàng hoảng sợ phát ra một tiếng thét kinh hãi luống cuống tay chân nắm chặt cánh tay hắn tưởng rằng nàng gan lớn không sợ gì cả hắn âm thầm mỉm cười ôm chặt eo nàng từ đầu cành nhảy xuống khi rơi xuống đất quý anh anh nhìn xung quanh nhận ra nơi này cách cửa sau phường nhuộm không xa ra đi thôi hắn nói xong rồi xoay người định đi xin dừng bước. Quý anh anh cởi đấu bồng đưa cho hắn. Thình ân công cho biết họ tên, về sau có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp ngài. Ngài muốn thủ lao, ta nhất định sẽ cố gắng đáp ứng. Tương lai, người nhất định sẽ hối hận khi biết ta là ai. Trong mắt hắn, quý anh anh là một con mồi rơi vào bẫy mà không hề hay biết. Khi biết được chân tướng, nàng nhất định sẽ xòe móng vuốt sắc bén về phía hắn. Hắn đột nhiên nảy ra ý tưởng mới. Có lẽ, điều này có thể khiến kế hoạch của hắn trở nên hoàn hảo ta vốn định thừa dịp triệu ra mừng rỡ để thừa nước đục thả câu cứu ngươi chỉ là ngoài ý muốn ta là người như vậy ngươi còn muốn kết giao sao a à, hắn là trong truyền thuyết du hiệp nhi họ bốn biển là nhà hiệp nghĩa hào sảng cướp của người giàu chia cho người nghèo gặp chuyện bất bình sẽ rút dao tương trợ quan phủ thì chán ghét nhưng dân chúng lại sùng bái mắt quý anh anh ánh lên tia sáng thật là nha đầu ngốc hắn từ từ kéo xuống mặt nạ ta tên a thịnh ánh trăng chiếu lên mặt hắn lông mày rậm đôi mắt sâu dáng vẻ cực kỳ anh tuấn ta sẽ ở khách sạn thăng chức ở ích châu vài ngày ra đi thôi quý anh anh khom người nhẹ nhàng chào ân công đi thong thả nàng nhớ kỹ khách sạn thăng chức ngày mai nàng nhất định sẽ cùng ca ca tự mình đi bái tả quý anh anh sốt ruột vội vàng chạy về nhà nhìn nàng đi xa cận sư gia dẫn người từ trong rừng bước ra hắn không đồng ý nói Chủ tử không nên lộ diện a thịnh không quay đầu lại nhàn nhạt, nhạt nói nếu không phải dương gia tìm mai mối muốn cầu hôn quý gia bản vương cũng sẽ không sớm triển khai kế hoạch nếu không đoán sai quý gia nhất định sẽ cầu cứu bản vương bản vương đã bố trí nhiều năm chỉ là muốn không đánh mà thắng trong mắt cận sư gia hiện ra vẻ sùng kính Chủ tử thật nhân từ dưới ánh đèn lờ mờ mặt quý thị vàng như giấy, nửa nhắm mắt nằm trên giường thấp. Phu nhân, ngài uống thuốc đi. Lý ma ma bưng chén thuốc, tay run rẩy, muỗng chạm vào chén sứ phát ra tiếng va chạm nhỏ. Môi quý thị mấp máy, quý diệu đình quỳ trước giường, ghé tai nghe. Bán, phường nhuộm, tòa nhà, hắn nước nở, nương, hừng đông con sẽ đi tìm người môi giới. Ngài uống thuốc trước đã được không? Quý thị khẽ lắc đầu, nàng hận chính mình sơ suất, hận những năm qua trôi qua quá an nhàn mất cảnh giác nàng làm sao có thể yên tâm để anh anh ở lại triệu gia triệu gia đa mưu túc trí dễ dàng để nàng trở về nhà khiến nàng cảm thấy như ở tam đạo yển triệu gia bận tâm mặt mũi danh tiếng cũng không làm gì được anh anh đại lang bị quá chén nàng phải lấy tang thập tứ bảo vệ anh anh một đêm chỉ một đêm nàng vốn nghĩ rằng chỉ cần vượt qua đêm nay ngày mai sẽ có thể đón con gái về nhà Triệu gia thật sự quá độc ác, bắt nạt quý gia thiếu người. Đầu tiên là quá chén đại lang, rồi lợi dụng ban đêm phóng hỏa phường nhuộm. Hỏa thế không lớn, từng thùng nước tưới vào, lại ngâm tất cả thuốc nhuộm, vải vóc, sợi tơ vào nước. Nợ mới nợ cũ chồng chất mua thuốc nhuộm, khách thương đòi vải vóc. Hàng tồn kho của quý gia bị phá hủy toàn bộ, hòa vô đơn trí, lại xuất hiện thêm nợ mới. Triệu gia muốn đè bẹp anh anh, không để cho quý gia một chút cơ hội. Khó trách triệu thân thị tự tin như vậy, khó trách. Quý thị đột nhiên trợn to mắt, gắt gao nắm lấy tay quý diệu đình. Bán phường nhuộm, bán tòa nhà, triệu gia độc ác, một búng máu từ miệng quý thị phun ra, nàng ngửa về phía sau, thẳng tắp ngã xuống. Quý diệu đình kêu vài tiếng, nhưng quý thị không phản ứng. Hắn nằm sấp trước giường khóc nức nở. Đại lang quân, mau cho người mời lang trung. Lý ma ma bóp nhân trung quý thị, thấy nàng không phản ứng chút nào, lo lắng khóc lên. Khi đến cửa sau phường nhuộm, quý anh anh vội vàng sửa lại tóc tai và xiêm y, đưa tay gõ cửa. Cửa két, một tiếng mở ra. Cửa sau sao lại không khóa? Quý anh anh nói thầm, vòng qua bức tường, nghe thấy tiếng khóc thút thít. Nàng bước nhanh qua hậu viện, đi vào phường nhuộm, cảnh tượng trước mắt khiến nàng la thất thanh. Chuyện gì xảy ra? Sân phường nhuộm là một mảnh hỗn độn, chảo nhuộm bị đập vỡ, các loại màu sắc hòa lẫn với nước đọng. Kho hàng thuốc nhuộm bị đốt sập một nửa. Quý mama dẫn theo một đám vú già và tỷ nữ đang thu dọn. Thấy nàng, quý mama loảng xoảng ném chậu gỗ trong tay, thân thể to lớn kích động run rẩy. Nàng lào đảo chạy tới, nắm chặt cổ tay quý anh anh, kéo nàng chạy về phía trước viện. Phu nhân, nương tử trở lại rồi. Phu nhân, đại lang quân, nương tử trở lại rồi. Một cảm giác ấm áp tràn vào mắt quý anh anh, nàng nâng váy vừa chạy vừa gọi. Nương, ca ca, ta đã trở về, hai người chạy đến chính viện, quý anh anh liền thấy ca ca bước ra từ trong nhà. Anh anh, quý diệu đình lăng lăng nhìn muội muội trong nháy mắt buồn vui lẫn lộn. Hắn gọi quý phú đóng xe đi mời lang chung, nhìn từ đầu đến chân muội muội thấy nàng tán loạn đầu tóc, lại khẩn trương hỏi. Anh anh, ngươi không sao chứ, chiều ra thả ngươi về, quý anh anh lắc đầu không phải, có người đã cứu ta. Ca, người đó, lúc sau rồi nói, ngươi trở về là tốt rồi. Quý Diệu Đình kéo muội muội vào phòng. Phu nhân, nước tử trở lại rồi. Vài cây ma ma như tìm được cây cỏ cứu mạng, đồng thanh kêu. Mi tâm quý thị khẽ động. Quý anh anh hoảng sợ nhào tới. Nương, ta đã trở về. Ngày sao rồi, tỉnh lại đi, ta đã trở về. Có lẽ thực sự nghe được giọng của nàng, Quý thị trao mày lại, lẩm bẩm kêu một tiếng. Anh anh, nghe được giọng của nàng, trong phòng tiếng khóc bỗng nhiên vang lên. Chương 92. Cánh tay thô của cây nến mừng đặt trên bàn thờ, nến được làm rất tinh xảo, bên ngoài chạm khắc hình long phượng trông rất sống động. Vảy rồng lấp lánh kim phấn, phượng múa sắc màu rực rỡ, tươi đẹp thay đổi đa dạng. Ánh đèn cầy đỏ thẫm tỏa ra hơi thở phố quý vui mừng. Tim đèn cháy ổn định, ở phần giữa có một hố nhỏ sâu. Một giọt sáp dầu sáng ngời bị bao quanh bởi lớp sáp mỏng, không chảy xuống. Nhiều thất nương đã đi phòng khách nghỉ ngơi. Trong tân phòng, khách hứa đã rời đi từ lâu, chỉ còn lại vài người hầu và tỳ nữ phục vụ. Nhiều ngũ nương đã thay châu quan lễ phục bằng bộ váy đỏ mỏng manh với áo khoác đồng màu, yên tĩnh ngồi trên giường mới đọc sách. Thường mama được triệu ra phái tới hầu hạ, cẩn thận báo cáo. Thiếu phu nhân lang quân không chịu nổi rượu, bị tống tướng quân cùng bọn họ chuốc say như chết. Phu nhân để hắn ở trước viện tỉnh rượu, có lẽ còn phải chờ thêm chút thời gian. Nhiều thất nương đặt sách xuống bên cạnh, nàng đứng lên, đi đến cây nến mừng, dùng móng tay dài nhẹ nhàng cào trên long đèn cầy, dầu sôi liền chảy ra qua lỗ hồng. Giọt dầu chảy xuống, dần dần đông lại, như một vết thương, phải để nặn mù, miệng vết thương mới có thể lành. Nàng đã gả, Sớm muộn gì Triệu Tu Duyên cũng sẽ phải đối mặt với dung mạo của nàng. Nếu Lang Quân đã say, hãy để thiếp chăm sóc chàng." Thường Mama khẽ mở miệng, cảm thấy thiếu phu nhân lần này hành động thật hiền lương. Nàng thấp giọng đáp lời, tự mình dẫn người nâng Nguyễn Kiểu đi đón Triệu Tu Duyên. Lúc này, trong vườn đèn đuốc sáng trưng, Triệu lão thái gia dẫn theo vợ chồng con cả cùng Triệu Tu Duyên, trầm mặt đi vào lầu hai. Tổ phụ ngài xem triệu tu duyên lấy ra cái chìa khóa mở cửa nhặt lên sợi dây thừng rơi là tả trên mặt đất nhìn sợi dây thừng bị cắt đứt triệu lão thái ra im lặng hắn bước tới mở rộng cửa sổ nhờ ánh trăng nhàn nhạt có thể dễ dàng nhận ra nơi của quý gia đêm khuya yên tĩnh chỉ có quý gia mơ hồ còn sáng đèn bẩm lão thái gia lão gia phu nhân nhị lang quân quý phú đã đi mời lang trung nghe nói quý thị nôn ra máu và hôn mê quý nhị nương cũng đã trở về nhà vào lúc tuất sơ triệu bình khoanh tay đứng ở cửa nhỏ giọng bầm báo triệu thân thị tức giận mặt trắng bệch thiếu nợ thì trả tiền là lẽ dĩ nhiên hừ sáng mai thiếp sẽ cho người bắt quý nhị nương trở lại ngu xuẩn phủ triệu lão thái gia nghiêm nghị mắng muốn đòi quý nhị nương vào triệu gia ngoài việc ép trả nợ chẳng lẽ không thể tỏ ra ân huệ làm nàng tự nguyện đến cửa triệu thân thị sợ hãi khẽ run rẩy cúi đầu im lặng triệu tu duyên quỳ xuống đất cắn răng nói tổ phụ bớt giận chuyện này là do nhị lang tự ý quyết định không liên quan đến mẫu thân triệu lão thái gia nhàn nhạt, nhạt nói chỉ dựa vào lá thư này ngay cả đối phương là ai cũng không biết ngươi nghĩ gì vậy triệu tu duyên nhắm mắt hối hận sâu sắc vì đã lơ là có lẽ đối phương muốn lợi dụng chúng ta để đạt mục đích của hắn ta muốn quý nhị nương hắn lên kế hoạch chiếm đoạt bí truyền của quý gia không liên quan gì đã làm thì làm lại gọi người cứu đi ánh mắt triệu lão thái gia trở nên lạnh hơn cả ánh trăng hiện giờ ngươi đã suy nghĩ rõ ràng chưa triệu tu duyên cúi đầu nhất định là người đưa tin cứu đi quý nhị nương tỏ ra ân huệ với quý gia đó không phải là sự trùng hợp triệu gia bị người khác làm thương tổn. Hắn đột nhiên ngừng đầu lên, trên mặt đầy vẻ nhục nhã và không cam lòng. Tổ phụ, đến nước này rồi, tại sao chúng ta không thể trực tiếp yêu cầu quý nhị nương trả nợ? Đến nước này rồi. Triệu lão thái gia thở dài. Nhị lang, triệu gia còn cần giữ danh tiếng. Quý thị bị bệnh, hoán hoa phường đột nhiên cháy, tổn thất thảm trọng. Trong lúc mấu chốt này, triệu gia cầm kỳ phiếu nợ của tháng 4 và tháng 5 sang năm để ép trả nợ, Ngươi muốn cho mọi người nghĩ rằng Triệu gia gây ra hỏa hoạn đó sao? Ngươi muốn Triệu gia bị người ta mắng chửi sao? Triệu Thân thị không chịu nổi, nhỏ giọng thì thầm, chẳng lẽ nhà chúng ta tốn mấy ngàn quán tiền, lại mất trắng sao? Triệu lão thái gia cười lạnh nói, đã xé rách mặt với quý gia, đương nhiên không thể mất trắng tiền bạc. Hãy chờ xem, bao nhiêu người nhớ tới bí truyền của quý gia. Đối phương muốn Triệu gia chịu tiếng xấu thay cho người khác chúng ta càng phải tọa sơn quan hổ đấu. Đợi đến khi quý gia đến đường cùng, chính là cơ hội của triệu gia. Vẫn còn cơ hội, triệu tu duyên âm thầm siết chặt nắm đấm. Hắn đang chờ đợi. Lúc này thường ma ma đến vườn báo. Nhị thiếu nãi nãi phân phó nâng lang quân trở về, nàng sẽ tự mình chăm sóc. Sắc mặt triệu lão thái gia trở nên dịu lại. Nhị lang, cưới vợ thì lấy người hiền, lấy thiếp thì xem sắc. Nhiều ngũ nương có lẽ không đẹp, nhưng nàng có thể mang lại cho ngươi những lợi ích mà quý nhị nương không thể tương lai đều là của ngươi nhị lang hiểu tổ phụ xin ngài sớm nghỉ ngơi phụ thân mẫu thân nhi tử cáo lui triệu tu duyên cúi người vái chào rồi quay người rời đi hắn vốn đã uống rượu trên áo lại hết sức nhăn nheo mùi rượu nồng nặc khi trở về tân phòng triệu tu duyên nhắm mắt giả say được đưa lên giường Hắn nghe tiếng Nghiêu Ngũ Nương dịu dàng, nàng phân phó người mang canh giải rượu và nước nóng. Không bao lâu, khăn ấm được đặt lên mặt hắn, hương son phấn phảng phất quanh mũi. Triệu Tu duyên nhắm mắt lại bắt lấy tay Nghiêu Ngũ Nương. Cổ tay mảnh mai, da thịt trơn mịn, hắn nghĩ tới quý anh anh bị người bí ẩn cứu đi. Tổ phụ nói đúng, mối quan hệ thông gia với Nghiêu gia sẽ là trợ lực mạnh mẽ cho Triệu gia. Nhiều ngũ nương nhìn chăm chú vào khuôn mặt thanh tú của hắn, không thể không nhớ tới Dương Tĩnh Uyên với khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời. Vị hôn phu của nàng, tuyệt không thua kém Dương Tĩnh Uyên. Nàng nhẹ nhàng nói: "Lang quân tỉnh chưa, đứng dậy uống chén canh giải rượu đi." Triệu Tu Duyên biết điều từ từ mở mắt. Đây là khuôn mặt gì thế này? Sau khi rửa sạch son phấn, nửa trên gương mặt trắng mịn như ngọc, đôi mắt trong suốt trên hai má đầy những vết bớt màu nâu nhạt, như chiếc bánh nướng bên trong chứa đường đỏ tràn ra. Khi nhìn gần, có thể thấy rõ những vết bớt đó hình thành những cái hố nhỏ. Hắn kinh hãi, mạnh tay đẩy Nghiêu Ngũ Nương ra. Nghiêu Ngũ Nương khúc khích cười, nàng đưa tay vuốt mặt mình, nhẹ giọng hỏi hắn, "Rất đáng sợ phải không?" Trong mắt nàng lóe lên một niềm vui, vì khuôn mặt này, tất cả những điều tốt đẹp của nàng đều bị người ta làm như không thấy nàng không thể quên được cảm giác chờ đợi dương tĩnh uyên nhận ra vẻ đẹp của mình bây giờ nàng không còn hy vọng nữa nàng muốn làm chủ cuộc đời mình cuộc đời của nàng không được phép bất kỳ ai trà đạp triệu tu duyên hít một hơi thật sâu cảm giác không cam lòng càng thêm mãnh liệt dù sao hắn cũng vì quyền thế của nghiêu gia mà cưới nàng nàng đã bước vào cửa triệu gia thì không do nàng quyết định nữa hắn bình tĩnh lại Ánh mắt rời khỏi mặt nàng, nhàn nhạt, nhạt nói. Tắt đèn đi, đều giống nhau thôi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 93. Lời của hắn như kim châm đâm vào tim của nhiều ngũ nương. Khi tắt đèn, mọi thứ đều giống nhau. Khi tắt đèn, nàng có trở thành quý nhị nương không? Nàng cười. Thiếp cần một đứa trẻ. Tương lai thiếp sẽ nuôi dưỡng nó trở thành người thừa kế của triệu gia. Có con. Thiếp không quan tâm chàng chết hay sống. Triệu tu duyên sững sờ, hắn không ngờ Nhiêu Ngũ Nương lại có nội tâm mạnh mẽ đến vậy. Hắn đột nhiên hỏi, Tại sao nàng lại chọn gà cho ta? Dù ta không tệ, nhưng Nhiêu Gia chắc chắn có thể tìm một người ở rệt bấn tú, thật thà và phúc hậu dễ dàng. Ở gì không, nàng tuyệt đối không muốn một người đàn ông như thế. Nàng không muốn một người chồng bị Dương Tĩnh Nguyên trà đạp. Nhiều ngũ nương phất tay làm tấm rèm khảm bạc rủ xuống nàng chậm rãi bỏ chiếc áo ngoài thiếp cần một đứa trẻ còn chàng cần quyền thế của nghiêu gia chỉ cần một đứa trẻ thôi sao triệu tu duyên bỗng hiểu ra đứng lên cười lớn nàng hận dương gia nàng muốn lợi dụng ta để trà đạp dương gia vì dương tĩnh uyên từ chối hôn sự đúng không Nhiều ngũ nương lại bị hắn chọc giận nàng đẩy hắn ngã xuống giường lạnh lùng nói đúng Thiếp hận Dương Gia, chàng không hận sao? Chàng không muốn Triệu Gia trả đạp Dương Gia sao? Thiếp là đồng bọn tốt nhất của chàng. Ánh nến xuyên qua màn chiếu lên mặt nàng, ánh mắt điên cuồng của nàng khiến gương mặt như ngũ nương trông càng dữ tợn hơn. Đồng bọn, Triệu Tu Duyên đột nhiên xoay người, áp nàng xuống dưới. Hắn xe áo nàng, làm lộ ra tấm lưng trắng ngần. Bàn tay hắn đặt lên lưng nàng cảm giác nóng hổi khiến nghiêu ngũ nương không kìm được mà nắm chặt ga giường. Nàng nhắm mắt lại, một đám mây đen kéo đến lúc bình minh, mưa rơi ồn ào, nhiệt độ chợt giảm. Quý gia như một chiếc thuyền nhỏ trong cơn mưa gió, cả nhà chìm trong lo lắng. Hơn hai mươi thợ nhuộm và tỷ nữ chen chúc lại với nhau. Ai nấy đều thấy rằng quý gia sắp phá sản, chủ nhà có bán họ không? Số phận của họ khiến lòng họ cực kỳ bất an. Quý anh anh dẫn theo Tương Nhi và Lăng Nhi, khoác áo mưa, cùng quý ma ma mang thức ăn nóng hổi đến. Nương tử, phu nhân bệnh đã đỡ hơn chút nào chưa? Một tỷ nữ gan giả cẩn thận hỏi. Quý ma ma hiểu ý định của nàng, định mở miệng mắng thì quý anh anh bước lên ngăn lại. Nàng nhìn quanh phòng đầy tỷ nữ và nói nhạt. Phu nhân không sao, chỉ là tức giận quá mà ngất đi. Ta biết các ngươi lo lắng phường nhuộm không có thuốc nhuộm chủ nhà cần vài vóc đều đặn, nếu vườn nhuộm không hoạt động, các ngươi lo bị phu nhân bán đứng. Nàng nâng cao giọng, chỉ cần có ca ca và ta, phường nhuộm sẽ không sụp đổ. Đợi mưa tạnh, chúng ta sẽ dọn dẹp phường nhuộm sạch sẽ. Các vú già cúi đầu trước vẻ tỉnh táo của nàng. Vâng. Ra khỏi dãy nhà sau, quý anh anh ngẩng đầu nhìn bầu trời xám trắng không thấy chút ánh nắng nào. Không biết sau khi trời sáng, liệu triệu gia có đến đòi nợ không? một đêm không ngủ, nàng mệt mỏi vô cùng nhưng cũng không dám trở về phòng nghỉ ngơi. Quý gia, phải làm sao để ứng phó với triệu gia và vượt qua khó khăn này? Vừa đến chính viện, ngô mama đã vội vã chạy tới. Bà vẫy tay gọi quý anh anh, rồi nhẹ giọng báo. Ngương tử, có một vị họ tang lang quân muốn gặp người. Đại lang quân đang tiếp. Nhớ tới tối qua tang thập tứ tìm đến Nghiêu Gia để gọi triệu tu duyên đi quý anh anh cảm kích vô cùng. Nàng gật đầu nói. Mama, hãy để mẫu thân tính dưỡng thật tốt trong những ngày qua. Dù có chuyện gì, nếu ca ca không giải quyết được, hãy gọi tiếp. Quý quý Thuốc đã đi ích châu thành chưa? Ngô Mama gả cho huynh đệ của quý phú, quý quý là trưởng quỹ cửa hàng. Làng Trung đã kê đơn thuốc có nhân sâm, nên phải đến đại tiệm thuốc ở Ích Châu Thành mua. Đã đi rồi, đến Ích Châu Thành đúng giờ mở cửa thành phu nhân không thể thiếu thuốc. Nương tử yên tâm, chủ nhà nhất định sẽ đền đáp lòng biết ơn của nương tử đối với ân nhân ấy. Quý anh anh có chút tiếc nuối, nếu không phải nhà bận rộn, nàng còn muốn tự mình đi cảm ơn hắn. Nàng phân phó tương nhi ở lại chính viện hỗ trợ, rồi mang theo lăng nhi đi tiền viện. Nhìn thấy quý anh anh, tang thập tứ lang cười nói. Quý nhị nương, tối qua có sợ hãi không? Quý diệu đình thấy hai người hầu tỳ nữ đều có mặt, liền đứng dậy. Muội muội, nàng nói chuyện với Tang Lang Quân đi, ta đi kiểm kê hàng hóa. Đợi ca ca rời đi, Quý anh anh đứng dậy, cúi chào Tang thập tứ lang. Tối qua nhờ có ngài gọi Triệu Tu Duyên đi, thiếp không muốn mẫu thân và ca ca lo lắng, nên không nói với họ chuyện này. Tang thập tứ tối qua quay lại, nhìn qua khe cửa phòng thấy dây thừng còn trên mặt đất, đã đoán được phần nào. Nghe Quý anh anh nói vậy, hắn tức giận. Tên súc sinh đó, quả nhiên có ý đồ xấu. Thấy quý anh anh khó xử cúi đầu, hắn đổi đề tài. Bình an về nhà là tốt rồi. Người hầu của ta nói, đêm đó triệu lão thái gia triệu đại lão gia vợ chồng cùng triệu nhị lang đến đảng viên. Hãy coi chừng, triệu gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Triệu gia, mắt quý anh anh lóe lên sự thù hận, vì tài năng của mình, triệu gia âm thầm thu thập phiếu nợ, đốt phường nhuộm. Nàng hít sâu và nói. Triệu gia đã mất cơ hội, họ còn dám đến bắt ta sao? Nhà ta thiếu nợ nhà họ, sang năm tháng tư mới đến hạn. Nhưng họ muốn đẩy nhà ta vào tuyệt cảnh, đúng như ý của họ. Ta không tin trong ba bốn tháng, nhà ta không gom đủ tiền. Khuôn mặt tái nhợt mệt mỏi, đôi mắt sáng ngời có thần. Tỏa ra ánh hào quang mê hoặc, tàng thập tứ lang tán thưởng nhìn nàng, phần nào hiểu được vì sao Dương Tĩnh Uyên lại thích nàng. Có những người con gái yếu đuối như cành lá hương bồ có những người mạnh mẽ như cỏ cao ngắt. Hắn gật đầu nói, nếu triệu gia dám cưỡng bức, bất cứ lúc nào cũng có thể sai người đến phủ trưởng sử tìm ta. Thất nương vẫn đang chờ ta, ta cáo từ trước. Quý anh anh tạ ơn hắn, phân phó lang nhi đưa tang thập tứ ra ngoài, nàng xoa mi tâm, cố gắng giữ tinh thần đi cửa hàng. Cả hai đều một đêm không ngủ, mắt quý diệu đình đầy tơ móng. Hàng hóa trong cửa hàng không nhiều, Hai huynh muội kiểm kê sổ sách, tính toán có thể bán ra bao nhiêu tiền. Không nhận ra, trời đã sáng, Quý anh anh nhẹ nói: "Ca ca, hãy nhanh chóng bán hết số hàng giá thấp này, lấy tiền mua vải trắng và thuốc nhuộm giá thấp. Chúng ta cần kiếm tiền nhanh, phường nhuộm mới có thể hoạt động trở lại. Buổi tối ta sẽ đến phường nhuộm, không để ai nhìn thấy." Nhanh chóng gửi tin tới Trường An, thúc dục gì? Quý Diệu Đình gật đầu. Sáng nay, khi Quý Quý thúc vào thành, ta đã viết một lá thư, dặn bảo hắn gửi trạm dịch mang đến Trường An. Hy vọng gì có thể sớm gửi tiền về. Bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng người. Quý Đại Lang, Quý Đại Lang có ở đây không? Quý Diệu Đình đứng dậy mở rèm, có chút ngạc nhiên. Là Mộc trường quý. Nghe nói là Mộc trường quý, lòng quý anh anh đập mạnh, nàng nhìn qua khe rèm cửa ra ngoài. Mộc trưởng quỹ thở dài nhìn quý diệu đình, Hôm qua có người từ triệu gia nói rằng phường nhuộm của quý gia bị cháy. Hôm nay ta đến Tam Đạo Yển giao hàng, liền đến xem thử. Quý Diệu Đình cảm kích chắp tay. Cảm ơn ngài đã quan tâm. Lửa không lớn, chỉ cháy sập một nửa kho hàng. Mộc trưởng quỹ lập tức lo lắng. Cháy kho hàng, dập lửa bằng nước, chẳng phải làm hỏng hết thuốc nhuộm sao. Nghe đến đó, quý anh anh đã hiểu phần nào, nàng đẩy rèm bước ra. Mộc trường quỹ yên tâm chúng ta thiếu nợ tiền hàng, sang năm tháng 2 sẽ trả đúng hạn. Ha ha, nghe tiểu nương tử nói kìa. Mộc trưởng quỹ vẫn giữ nụ cười, lấy ra khế ước và nói. Quý Đại lang, đây ghi rõ ràng, nợ tiền hàng đến kỳ sang năm tháng 2, nếu tụ thái các cần gấp, có thể thu tiền sớm. Ta chỉ là trường quỹ, chủ nhà hôm trước đến tiệm bàn sổ sách, trách ta xa cấp người ra. Ngài thông cảm, ta cũng là người làm thuê thôi chậm chế ba ngày phải thu đủ tiền nếu không ta không thể hướng chủ nhà giao nợ sắc mặt huynh muội quý gia tái nhợt quý diệu đình run ròng. mộc trưởng quỹ ngài đây là họa vô đơn trí quý anh anh chỉ vào mộc trưởng quỹ cười lạnh ta hiểu rồi tụ thái các và triệu gia cùng một phe cút đi mộc trưởng quỹ không tranh cãi dối khê ước vào lòng và lạnh lùng nói ba ngày nếu quý gia không có tiền lão già này sẽ không khách khí hắn phải tay áo bỏ đi, quý diệu đình mất thăng bằng, ngã ngồi xuống đất. Chương 94 Đều tại ta, quý diệu đình lung lay đứng dậy, ánh mắt mơ màng không có tiêu điểm. Là ta tham lam, mới bị mộc trưởng quý đầu độc, khiến mọi thứ đều hóa thành nước. Ha ha, toàn bộ đều hóa thành nước. Quý anh anh hoảng hốt, nắm chặt tay quý diệu đình lay mạnh. Ca, ngươi đừng dọa ta. Quý diệu đình đột ngột đẩy nàng ra, chạy về phía hậu viện. Đại ca! Quý anh anh kêu lên, vội vàng chạy theo. Quý diệu đình chạy vào sân nhỏ, quỳ dạp xuống đất, hướng về phía phòng chính của hậu viện nức nở. Mẫu thân, nhi tử không giữ được phường nhuộm của chúng ta. Mưa sôi ướt hắn trong chốc lát, nhưng quý diệu đình dường như không cảm nhận, đau khổ dán mặt lên phiến đá lạnh như băng. Chỉ như vậy, hắn mới cảm thấy bớt nghẹn khuất và phẫn nộ trong lòng. Quý anh anh cầm áo dầu chạy tới chùm lên người hắn, kéo tay hắn. Ca, ngươi đứng lên, như vậy sẽ ngã bệnh, ngươi đứng lên. Quý Diệu đình vịn tay muội muội ngẩng đầu lên, tối qua say mềm, vừa tỉnh lại đã gặp phường nhuộm cháy, mẫu thân bệnh nặng. Bây giờ bị mộc trường quỹ làm nhục, lại bị mưa lạnh sôi ướt, sắc mặt hắn đã trở nên xanh trắng. Hắn đỏ mắt, cười thảm. Anh anh, ca không chịu thua kém thân thể hắn yếu đuối tựa vào người quý anh anh ca ca quý anh anh cảm thấy như muốn khóc lấy áo dầu bọc lấy quý diệu đình ôm hắn ngồi xổm trong sân nàng nhìn lên bầu trời mưa từ bầu trời xám đổ xuống như một bàn tay vô hình che lấp ánh sáng của quý gia nương tử mau đỡ đại lang quân trở về phòng làng nhi bất chấp mưa chạy đến đánh thức quý anh anh người hầu của quý diệu đình quý tiểu ưng cũng chạy tới hai người cùng nhau đỡ Quý Diệu Đình trở về phòng. Quý Anh Anh ngồi xổm trên hành lang, lắng nghe mình máy móc ra lệnh. Gã sai vặt và tỷ nữ đi qua trước mắt, Quý Ma bận rộn với thân thể đầy đặn. Lô hàng này cố ý để lại cho ngươi. Phường nhuộm hoán hoa là khách hàng lâu năm, đáng tin. Vậy đi, người mang hết thuốc nhuộm đi, tính thêm phí như thế nào? Triệu gia lo quý gia không trả nổi tiền, giữ lại quý nhị nương làm con tin. Báo quan phủ, quý phu nhân dám để quan nha sư ra kiểm tra sổ sách phường nhuộm hoán hoa sao? Ngươi không để tâm chút nào, khinh địch để Dương Tĩnh Uyên đạt được chiếc khăn gấm đó. Khiến Dương ra biết bí mật phối màu của Lâm Giang Tiên. Ta nhìn thấy chiếc khăn gấm trong tay hắn, như có người đâm một dao vào ta. Ngươi quá yếu đuối, ta chỉ có thể tự mình nghĩ cách, giữ ngươi bên cạnh ta. Các loại âm thanh ùn ùn kéo đến, quý anh anh đau khổ hét lên, dùng hai tay bịt tai nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Là lỗi của nàng, nàng không hiểu người, luôn nghĩ đến việc cùng triệu tu duyên trọn đời. Nàng thêu ra bức gấm này, nghĩ ra cách phối màu tuyệt diệu cho triệu gia, đoạt được cẩm vương. Là nàng, đã dẫn họa đến cho quý gia. Cấp tiền lụa cho gì, muốn trả nợ cho triệu gia. Mẫu thân bị bệnh, tháng sau ca ca thành thân. Không có thuốc nhuồm, tụ thái các định ba ngày để thu hồi nợ khách hàng phá hủy vải vóc cần mua lại vải mới để nhuộm mọi thứ đều do triệu gia ham muốn tài nghệ của nàng quý anh anh tự trách mình tột đỉnh nàng nhìn hai tay mình chính đôi tay này gây hỏa nàng sẽ dùng đôi tay này để kéo quý gia ra khỏi vũng bùn nương tử tóc đã khô ngày nên trở về thay xiêm y mới lang nhi đặt khăn vải xuống khuyên nhủ nàng quý ma cũng nói đại lang quân bị giận công tâm lại một đêm không ngủ nên mới ngất xỉu. Lang Trung nói nghỉ ngơi, uống hai thang thuốc sẽ ổn. Nương tử cũng không ngủ cả đêm, nên trở về nghỉ ngơi một lát. Trong nhà còn có mấy nô tỳ ở đây. Quý anh anh quay đầu, thấy trong mắt các nàng sự sợ hãi và lo lắng. Trong một ngày, ba chủ tử trong nhà, hai người nằm trên giường không dậy nổi. Chính mình tiếp nhận, quý gia sẽ không chịu nổi. Quý anh anh đỡ tay lăng nhi, nhẹ nhàng nói. Mama, hãy bảo quý thúc và điền thuốc đóng cửa hàng chính. Ta tỉnh ngủ trước, trong nhà không tiếp khách. Có việc gấp, hãy trực tiếp đánh thức ta. Nếu triệu gia đến dây dưa, hãy để họ cáo quan. Thiếu triệu gia tiền đến tháng tư và tháng 5 năm, năm sau mới đến kỳ hạn. Triệu gia dám cáo quan, may còn có tang thập tứ hỗ trợ. Lão nô sẽ trực tiếp đuổi họ ra. Quý mama nghe vậy tinh thần chấn động, lớn tiếng đảm bảo. Nương tử yên tâm đi ngủ điều nàng cần làm là nhanh chóng khôi phục thể lực, trời mới biết triệu gia còn có chiêu trò gì để ép quý gia. Sau cảm giác này, quý anh anh ngủ thẳng đến hoàng hôn. Sau khi tỉnh dậy, lăng nhi mang đến cháo nóng, nàng ăn liền ba chén. Cảm thấy mình như một con hồ nhỏ. Mẫu thân sao rồi, ca ca tỉnh chưa? Mưa bên ngoài đã nhẹ, gió lại rét thêm vài phần. Quý anh anh thay áo nhỏ, kéo chặt áo choàng. Lăng Nhi vội nói. Tương Nhi nói phu nhân tình hình không tốt lắm, thuốc chưa được bào chế, Đại Lang quân ổn hơn, uống thuốc rồi lại ngủ. Quý anh anh nhận dù giấy từ tay nàng. Tối nay ta sẽ rời đến phòng chính ngủ, ngươi chuẩn bị đi. Nàng đi đến chính viện, hành lang uốn khúc đã thắp đèn lồng. Ngô ma ma đón, khẽ nói. Đại Lang quân giấu phu nhân, chủ nhà về nói, không mua được nhân sâm 20 năm tuổi, chỉ mua được ít miếng nhân sâm. Lang Trung nói phu nhân bị khí hư, tốt nhất nên có dự phòng. Chủ nhà có chuyện muốn tiểu nương tử biết. Quý anh anh gật đầu nhẹ, vào xem quý thị. Lý ma ma đứng dậy nhường chỗ cho nàng ngồi bên giường. Chỉ một ngày, thần sắc của quý thị đã heo úa như cỏ, mắt thất thần. Nương, người cảm thấy đỡ hơn chưa? Quý anh anh mỉm cười, dịu dàng nắm tay quý thị. Quý thị nắm chặt tay nàng, không nỡ buông. Anh anh, là lỗi của nương, để con ở triệu gia. Con đã trở lại đây mà, ngài cứ dưỡng bệnh cho tốt, truyền trong nhà đã có con và ca ca lo. Ngài yên tâm, tang lang quân nói, nếu triệu gia dám cáo quan, hắn sẽ giúp chúng ta. Vậy là tốt rồi. Quý thị trong lòng nhẹ nhõm, mí mắt dần khép lại. Quý anh anh không quấy giày, nhìn mẫu thân ngủ say, rồi mới đứng dậy đi tiền viện thư phòng. Thư phòng là nơi Quý Diệu Đình xử lý công việc phương nhuộm và cửa hàng. Quý anh anh không phải đợi lâu, Quý Quý đã tới. Nương tử, sau giờ ngọ tiểu nhân định tìm ngài, nhưng Quý ma ma nói ngài mới ngủ, nên mới trì hoãn đến giờ. Quý Quý thở dài. Phương thuốc yêu cầu nhân sâm 20 năm, nhưng nhân sâm đó rất khó tìm. Hắn đã chạy khắp các tiệm thuốc lớn trong thành cũng không mua được. Trong đó, có một tiệm gần khách sạn nơi thịnh lang quân ở, hắn tiện đường mang lễ vật chuẩn bị cho quý gia đến đưa. Tiểu nhân đến lúc Thịnh Lang Quân đang sắp xếp hành trang. Thịnh Lang Quân rất khách khí, còn thường cho tiểu nhân một thỏi tiểu nguyên bảo. Nói tiện tay thôi, bảo nương tử không cần bận tâm. Trên bàn có một hộp gấm mở ra, tiểu nhân vô tình nhìn thấy một củ nhân sâm to bằng cánh tay đứa trẻ, ít nhất đã 50 năm tuổi. Tiểu nhân không tiện mở miệng đòi mua, chỉ đành mua ít miếng nhân sâm về. Nhưng lang chung nói tốt nhất nên có củ nhân xâm nguyên, sợ phu nhân cần dùng gấp. Quý anh anh đứng dậy. Quý quý thúc, bệnh của mẫu thân quan trọng hơn. Chuẩn bị tất cả tiền bạc hiện có của cửa hàng. Sáng mai, ta sẽ vào thành cầu xin hắn bán cho ta. chương 95 Một người đàn ông trung niên gầy gò, với hai mảnh dâu nhỏ, đang đứng trước cửa. Khi quý anh anh dẫn lăng nhi vào, A Thịnh đang quỳ gối trước bàn trà, gõ nhịp tính toán, những hạt mộc châu va chạm nhau tạo ra âm thanh thanh thúy, vô cùng nhịp nhàng theo từng ngón tay của hắn. Hắn dừng lại một chút, không ngừng đầu lên, nói. Cận sư gia, dâng trà. Cận sư gia mời quý anh anh ngồi xuống ghế bành phía dưới, tự mình bưng trà đến. Quý anh anh ngồi đoan trang, khó mà kiềm chế sự tò mò trong lòng, ánh mắt lén liếc nhìn. Khi ở triệu gia, nàng đã nhận định Thịnh lang Quân là một du hiệp nhi hắn cũng đã nói ngày đó đến triệu gia là để thừa dịp ngày đại hỷ, khách khứa đông đúc, thừa nước đục thả công. Hôm nay, nàng cảm thấy mình đã nghĩ sai rồi. Hắn mặc một bộ bào đen rộng, tà áo và ống tay áo đều thiêu tinh xảo những hoa văn vạn chữ liên tục. Rất trang trọng và đầy khí phách, chất liệu vải đen theo động tác của hắn mà lay động, bề mặt như có ánh sáng châu ngọc. Chỉ có gấm mới có được loại cảm giác này và sự bóng loáng đó. Nàng chưa bao giờ nghe nói rằng có một du hiệp nhi lại mặc cẩm y xa xỉ như vậy. Còn có cận sư gia khoanh tay đứng thẳng sau lưng hắn. Du hiệp nhi nào lại có cận sư gia? Nếu hắn không phải là du hiệp nhi, tại sao phải mặc y phục dạ hành để lèn vào triệu gia? Nghĩ đến cây nhân sâm trăm năm đó, quý anh anh bỗng dưng không chắc liệu mình có thể cầu xin hắn bán rẻ hay không. Ngón tay thon dài của A Thịnh bật lên tiếng răng rắc, hắn gấp lại quyển sách, khẽ gật đầu với cận sư gia. Cận sư gia nhanh chóng thu sách vào trong bao đồ, hành lễ rồi lui ra. A à, Thịnh nhìn quý anh anh với ánh mắt thâm thúy chứa đầy niềm vui. Hôm qua quản sự của quý phủ đã mang lễ vật đến để cảm ơn. Vì mẹ bệnh, quý anh anh giấu tất cả những nghi ngờ trong lòng. Nàng quỳ gối sau bàn trà, cúi người hành lễ, một lần nữa cảm ơn Thịnh Lang Quân đã cứu giúp, thiếp đến đây, ngoài việc cảm tạ còn có một việc muốn nhờ a à, thịnh có vẻ không vui quý nhị nương đêm đó dẫn ngươi rời khỏi triệu gia ngươi nghĩ ta đột nhiên làm việc thiện ta không đòi hỏi thù lao nhưng không có nghĩa là ngươi có thể được voi đòi tiên mỗi lần ngươi nhờ ta làm việc gì đều phải trả công đó là quy tắc của ta mặt quý anh anh đỏ bừng vì lời nói của hắn nàng lấy hết dũng khí nói thiếp hiểu rõ thiếp đến vì mẹ bệnh nặng ở ích châu không thể mua được nhân sâm trăm năm Nghe nói thịnh lang quân có. Thiếp muốn hỏi, giá bao nhiêu để ngài nhường lại? Nhân sâm. A à, thịnh biết rõ con già vờ hỏi, khẽ cười. Trong tay ta đúng là có cây nhân sâm trăm năm, dự định hiến tặng cho tiết độ sứ. Nhưng đổi lấy lê vật cũng không phải là không thể. Mấu chốt là ngươi có thể ra giá bao nhiêu? Sáu trăm quán. Đây là số tiền lớn nhất mà quý gia có thể gom góp. Chỉ cần có thể chữa lành mẹ, dù phải bán phường nhuộm và hàng tồn trong cửa hàng quý gia cũng có thể tái khởi quý anh anh tin tưởng bằng kỹ nghệ của mình trong vòng hai ba tháng có thể trả lại số tiền đó a thịnh cười lắc đầu quý nhị nương nhân sâm cách đây không xa uy tín rất tốt Người có muốn đi hỏi thăm trước không nàng biết rằng nhân sâm trăm năm quý giá dù phải trả năm ba nghìn quán cũng đáng nàng ấp úng ta chỉ có bấy nhiêu tiền mẫu thân chữa bệnh quan trọng hơn một người xa lạ làm sao có thể hy vọng hắn giảm giá lễ vật để bán cho mình nàng biết rằng đó là hy vọng xa vời nhưng trong lòng vẫn mong hắn như khi ở triệu gia một lần nữa giúp mình mà không cần thù lao a thịnh không nói gì ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn trà tiếng gõ không phát ra âm thanh nhưng lại như đánh vào tim nàng hắn đang suy nghĩ không trực tiếp từ chối quý anh anh cảm thấy có hy vọng một lát sau a thịnh cuối cùng cũng mở miệng Ta là người làm ăn, việc gì cũng làm, nhưng không bao giờ làm ăn lỗ vốn. Ta biết rõ đêm đó phường nhuộm hoán hoa bị cháy, mẹ ngươi vì thế mà bệnh. Quý gia tổn thất nặng nề, 600 sâu tiền đã là số tiền lớn. Vì cứu người là trên hết, ta có thể cho ngươi nợ. Nhưng ngươi phải có tài sản để thế chấp, dù sao đây cũng là nhân sâm trăm năm. Nghe thấy chữ xa, quý anh anh như bị rắn cắn. Triệu gia tu nhận phiếu nợ là vài lụa trắng tụ thái các đòi tiền là thiếu nợ thuốc nhuộm, nay Thịnh Lang quân nói có thể cho mình nợ một cây nhân sâm trăm năm. Chẳng lẽ hắn cũng nhắm đến bí truyền của quý gia? Nàng cảnh giác lắc đầu. "Không, ta không thể lại thế chấp." A à, Thịnh mặt không đổi sắc. "Ta không thể cắt nhân sâm trăm năm thành mấy đoạn để bán cho ngươi. Ngươi không có tiền, cũng không có tài sản để thế chấp. Càng không muốn thiếu nợ ta, quý nghị nương, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" "Đúng vậy, Nàng không thể nào ép buộc người ta tặng không cho mình. Mẹ tức giận đến nôn ra máu, bệnh tình không thể kéo dài. Quý anh anh cắn răng, run giọng nói, "Thịnh Lang quân chắc hẳn cũng biết, phường nhuộm nhà ta bị cháy, hàng hóa trong kho đều bị hủy. Hiện giờ, tài sản để thế chấp chỉ còn lại phường nhuộm vô ích và căn nhà ở nhị tiến trạch viện cùng cửa hàng bên đường. Ngài muốn cái nào?" A à, Thịnh nhìn Lăng Nhi, không nói gì. Quý anh anh hiểu, phân phó Ngươi ra ngoài cửa chờ. Khi Lăng Nhi đã ra ngoài, A Thịnh đứng dậy rời ghế, đi đến trước mặt Quý Anh Anh. Hắn cúi người, tay chống lên bàn, tiến gần nàng. "Ta không muốn những thứ đó." Ánh mắt hắn mang đến áp lực như núi, tay áo đen rộng của hắn như đám mây đen bao phủ nàng. "Quý Anh Anh căng thẳng ngửa người ra sau. Quý gia chỉ có những thứ đó, còn có ngươi." Quý Anh Anh như bị sét đánh, đứng sững không phản ứng. Đôi mắt hắn đen như bổ cầm y đen của hắn, đôi con người lấp lánh như chân trâu. Hắn tiến gần đến mức chán gần chạm vào nàng. Quý anh anh căng thẳng đến không thở nổi. Ta? A à, Thịnh đứng thẳng, nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Ta muốn phường nhuộm, trạch viện, cửa hàng quý gia làm gì? Ta chỉ cần ngươi, chỉ là cho ngươi nợ một cây nhân sâm, cần cái đảm bảo thôi. Thế nào, ngươi không có lòng tin trả ta tiền? Mắt quý anh anh sáng lên nàng không thể nào đánh đồng hắn với triệu tu duyên mộc trưởng quỹ chỉ cần không phải nhắm vào bí truyền của quý gia chỉ cần nói rõ kỳ hạn nàng chắc chắn có thể trả được một năm cả vốn lẫn lãi hai ngàn quán nếu không trả được ta sẽ đến đòi nợ a à, thịnh vừa nói một năm quý anh anh âm thầm nắm chặt tay nàng nhớ đến điều kiện nợ của tụ thái các vội nói một năm là một năm không thể đòi nợ sớm được nhìn kỹ qua khế ước quý anh anh ký tên ấn dấu tay cầm lấy cây nhân sâm trăm năm rồi cáo từ cận sư ra từ phòng bên cạnh đến nhìn rõ nội dung khế ước không khỏi kinh ngạc chủ tử không nhắm vào bí truyền của quý gia sao a à, thịnh nhàn nhạt đáp đà thảo kinh xà quý nhị nương không hiểu bí truyền sao có thể đáp ứng có thể giúp triệu gia đoạt lại cầm vương mất hơn 20 năm quý nhị nương có giá trị không thấp hơn bí truyền của quý gia Trường An Nghĩa xuyên Nam Tước Phủ đã động thân chưa? Cận sư gia cung kính đáp. Tiêu cục đã gửi thư, qua kiếm môn quan, sáng mai hai ngày nữa sẽ đến Ích Châu Phủ. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.